cái gì là đối tượng của sự biết thì cái đó gọi là cảnh. Ví dụ mình biết mình buồn, đó là mình biết cảm thọ của mình, thì cảm thọ trở thành là cảnh. Cảnh đó gọi là cảnh nội, hay là gọi là cảnh pháp, cảnh bên trong. Dũng có hỏi các chánh đạo, diệu pháp, nhân duyên có mối liên kết với nhau không? Có chứ, nào không có hết trơn á. Bát chánh đạo nó là cái gì? Ví dụ như là chánh kiến đi, thì chánh kiến nó có bản chất là cái gì? Bản chất của chánh kiến là sở hữu trí tuệ, nằm trong bản niêu chi pháp, phần tâm sở trí tuệ á. Tất cả các cái chánh đạo đó nó đều có bản chất hết. Người bản chất của chánh tư duy nó là gì? Là tâm sở tầm, quyết tất cả. Cho nên thành ra là mình học mà mình không có nắm ở cái bản chất ở trong siêu lý, thì như vậy đó mình rất là khó. Nắm siêu lý trước rồi sau đó nắm quay lại bên kia nó dễ hơn. Nghe không? Ví dụ như vô minh, vô minh thì có bản chất nó là gì? Là si, hoặc là tâm sở xúc, thọ, nó có đều có bản thể hết, và cái bản thể nó nằm ở trong siêu lý. Nắm bản thể trước rồi quay qua bên kia là nó diễn hoạt thôi. Ví dụ bản thể như là cái đồng, đồng là bản chất. Đồng có thể là nó làm cái tô, nó làm cái chén, nó làm cái đũa, nó làm cái nồi, nó làm cái niêu, đúng không? Cũng là đồng thôi, nhưng mà nó có nhiều hình dạng khác nhau. Thì ở mỗi hình dạng nó ta gọi tên nó, ví dụ như nó ở trong cái hình dạng như vậy thì gọi là cái tô. Thì nó ở trong cái hoàn cảnh như vậy gọi nó là bát chánh đạo. Nó nằm ở trong như vậy, nó là chi của thập nhiên duyên, đúng không? Nó như vậy. Thấy thiệu duyên thì có thể cho ví dụ về cái tâm nó dẫn cái tánh được không? Không. Con hiểu về cái đồng sanh mà chưa hình dung được. Sao không có hình dung ra được? Sao mà nó hình dung ra được? Nó là lý thuyết chứ không phải cảm giác đâu mà hình dung. Dẹp cái kiểu mà học mà kiểu mà hình dung cảm giác nha. Mình học các cái không gian nhận thức chưa? Mình đã học không gian nhận thức hết rồi, mình đã học về các loại sự thật rồi, sao mà mình đè, mình lấy cái sự thật giác quan mình đè lên đầu lên cổ mấy cái sự thật kia được? Mỗi một cái sự thật nó có cái hệ quy chiếu của nó có cái quy tắc của nó. Cách nào mình cũng đòi là mình phải cảm giác được bằng giác quan thôi, chết rồi. Chỉ thôi mình dẹp hết ba cái không gian kia, mình học giác quan thôi, hiểu không? Cho nên là dẹp ngay cái lối suy nghĩ kiểu như vậy nó là sai, không thể nào học được, hiểu không? Duy kịp cái chỗ này không? Thì mình đem mình được rồi, cảm giác giác quan không làm sao mà được. Mình nhớ nó nằm ở trong không gian nào thì mình phải dùng cái không gian đó để suy xét, chứ không phải là lúc nào mình cũng lấy giác quan vô để mà mình suy xét là chết liền. Không bao giờ làm được. Rồi nữa mà học tới những cái vấn đề mà nó cực kỳ phức tạp hơn rồi sao làm? Ví dụ như là các bạn học toán chẳng hạn. Học toán là nó trừu tượng. Mà học toán mình nghe đầu đó là cái ví dụ thực tế đi, ví dụ thực tế đi. Trời ơi là trời ở đâu ra vậy? Rồi bây giờ học không gian ư, cái n chiều, ví dụ thực tế ở đâu ra? Nó là đó cái sự động não, sự tư duy. Nếu phải lúc nào đòi hỏi là mình thực tế bằng giác quan là không bao giờ có. Không bao giờ có. Giống như mình học triết học Marx, mình học về vật chất và ý thức vậy đó. Vật chất là gì? Thì cái gì là vật chất? Chỉ cái tô là vật chất hả? Là cái bàn là vật chất? Không phải. Vật chất là một ý niệm trừu tượng, là một phạm trù của triết học. Nhưng không phải là cái tô, cái bàn. Nhớ nên thành ra là mình phải hiểu. Mình ở trong cái lĩnh vực nào, ở trong cái nhóm đối tượng nào thì mình phải sử dụng cái phương pháp học nghiên cứu của cái chuyên ngành đó, mình mới có thể thâu tóm được. Mà mình cứ đem ra ngoài mình theo cái cách của mình không là không thể nào mình học được cái đó. Rồi bắt đầu có những cái nhóm người nó còn kinh khủng hơn nữa, nó học không được rồi cái nó chê cái nó dở. Trời đất ơi, chịu nổi đời không? Nó học được cái nó chê dở. Mình chỉ được phép chê nó dở khi nào mình đã nắm nó rồi. Đây là hợp lý, quý vị phải nhớ ra.
mình chỉ được phép chê nó dở khi mình đã nắm nó rồi, mình chỉ ra được những cái chỗ mà nó làm không được, nó giải quyết không xong, nó bị mâu thuẫn đó đó, mình mới được quyền chê đó. Chứ hỏi rồi có biết gì không, biết gì hỏi mà chê là chết. Lũng luôn ghê. Nên vô học thuật ha, vô học thuật, vô chuyên sâu thì mình cần phải có cái vốn đánh giá hiểu dễ. Vô trong tới siêu lý, vô tới thắng pháp, là đụng tới học thuật là chuyên này. Chuyên học thuật không ạ? Biết lớp mình đủ chưa ha? Thấy cũng đông đông rồi. Nhờ Tân hả? Đây có Tân không đâu rồi? Nó không có tốt. Tân coi xem ơi, lớp đủ chưa? Cho quý vị đặt câu hỏi chắc cái tầm 11 giờ mình học. Giống như quý vị làm cái bài kiểm tra đó, thì giờ nào có bài kiểm tra thì mình sẽ đặt câu hỏi thôi. Chưa thực sự nghiên cứu kỹ về nó. Tức là mình học cái gì cũng vậy hết á, mình phải nắm được nó. Mình nắm được nó rồi thì thoải mái. Tức là mình phải chỉ được bây giờ nó sai là sai chỗ nào, chứ phải nói nó sai chung chung vậy rồi không biết là nó sai cái gì. Và thậm chí chưa nữa nói chiếc tay gì. Có rất là nhiều đứa nó chê chiếc mát. Đó, nó không có ưa, nó không có thích vì những lý do chính trị tào lao rồi đó. Mà trong khi đó chiếc học mát nó không có học cái gì hết đâu mà nó chê. Khổ đời đó. Khổ đời đó. Nó chỉ đại chỉ càng vậy thôi. Không được, phải học, phải nắm được nó. Phải thấy được cái chỗ nào, bây giờ nó chê là phải chỉ ra được cái chỗ nào. Tà kiến đi thẳng địa ngục hả? Không, thiếu rồi đó Nguyên. Tà kiến cố định con. Phải có chữ cố định vô. Avichá vô trong địa ngục, xả thẳng vô địa ngục A Tỳ luôn á. Đại địa ngục á. Là tà kiến cố định ha. Người dính thường kiến nhưng làm thiện để sao được sống mãi có đi địa ngục không? Không biết được. Này đem hỏi ông Phật, ông Phật cũng không biết được nữa. Trời, người ta đem người ta hỏi ông đó là này ngày Cô Đàm. Tôi là không có giữ đầy đủ năm giới, tôi chết tôi có đọa địa ngục chăng? Ông nói không thể biết được. Ông nói không thể biết được. Vì sao không thể biết được? Lúc mà trước chết thấy cái gì, biết cái gì, cái cảnh lúc đó mới quyết định là mình có đi địa ngục hay không, chứ đâu phải là mình làm cái gì trong quá khứ nó sai cái là mình đi địa ngục đâu. Nhớ không? Sao nói cho người lớn tuổi nghĩ rằng chết là hết á, bỏ niềm tin đó. Cái này dễ, tôi cũng có nói nhiều lắm rồi. Nói chết là hết, sao biết hết? Chết chưa biết, chết đi qua bển khảo sát rồi quay trở về nói hết phải không? Đó, mình hỏi cái một là coi như xong liền à. Nói chết là hết thì vô chứng minh đi. Mình nói chết, tôi không biết là hết hay không hết. Tôi không biết tại tôi chưa có chết. Con nào thằng nào chết rồi thì đứa đó biết, chứ tôi có biết đâu. Bây giờ tôi không biết thì sao, thì tôi đi học hỏi. Tôi đi học hỏi, tôi đi tìm tội, tôi coi coi những cái bậc thánh trí, những người trí tuệ, những người hiểu biết người ta nói thì sao. Chứ u mê ám chướng không biết được cái mở cái miệng ra dám khẳng định nè. Đó là tầm bậy tầm bạ. Hết sức là đơn giản không? Mình phán biện nhẹ nhàng cái một đứt logic là chết lát liền à. Giải thích giúp người bác sĩ như nha khoa hay bác sĩ mắt rồi đó có gọi là tà mạng không? Cái đó nó khó lắm đó, cái đó nó khó lắm á. Nhiều khi á mình nói thì nó đụng chạm. Nhiều khi nói thì nó đụng chạm chứ. Dính vô trong những cái nghề, những cái ngành như vậy đó, nó có nhiều cái cản trở lắm. Nó có nhiều cái cản trở lắm nha quý vị. Cản trở dữ lắm luôn đó. Thì nói những cái chuyện đơn giản để quý vị thấy thôi nè. Như là cái chuyện á, thì con nó học trò nó học bên sư phạm sinh thôi đó, là nó cũng đủ khổ rồi, chứ đừng nói chi tới bác sĩ. Lúc mà mình học ấy thì có thực hành không? Có chứ, có thực hành chứ. Rồi có mổ xẻ con này con kia không? Có chứ, sao không có được, đúng không? Quý vị coi điều đó nó tốt không? Nó đúng không?
không, dính vô á chứ phải giỡn đâu. Xét tôi trên phương diện Phật học là nó nhạy cảm lắm, nó nhạy cảm lắm. Rồi khi mà đã ra trường, ra hành nghề rồi, hành nghề rồi đó, thì bác sĩ có bao giờ không dùng thuốc được không? Chừng nào bác sĩ không dùng thuốc gì hết thì ok, không sao, đâu dính tà mạng, mình đâu dùng thuốc đâu, thuốc độc ấy, đấy không? Mà mình có dùng thuốc độc là có tà mạng rồi đó, dù ít dù nhiều. Chị chờ tí ha, coi điện thoại cái rồi tôi quay trở lại, tôi trả lời câu hỏi. Thì nói tay ấy, nó đụng chiếc bác sĩ y khoa của tay ấy, bác sĩ tây y nó gặp nhiều trục trặc khó khăn lắm. Việc mà dùng thuốc này không dùng sao được, đúng không? Dùng thuốc là coi như là dính này, dùng thuốc là coi như dính này, thành ra là nó nguy hiểm lắm. Nói một cách đó hết sức là đơn giản, nhiều khi ấy là nó đụng chạm. Người ta nói bác sĩ là thiên thần áo trắng, đúng không? Rồi bắt đầu cái cổ võ phát triển cho nó hì hì lên. Chứ tôi hỏi quý vị một cái đất nước à, mà ta nói đó, bác sĩ nó hì hì, y khoa nó rần rần, cái nước đó chắc sống dai dữ rồi ha. Quý vị có hiểu không? Có những cái đấy là ok, nó hay, nó tốt, nó đúng đó, nhưng mà thôi thôi vừa vừa thôi, đừng có phát triển quá, phát triển quá chết luôn. Như Việt Nam mình đi đâu bước ra đầu ngõ thấy tiệm thuốc, bước ra xuống cuối ngõ tiệm thuốc nữa. Ở cái dân như vậy nó thọ nổi không? Nó bệnh thì quý vị hỏi quy luật cung cầu, quý vị quy luật cung cầu đúng không? Chứ là bây giờ đó là không có cái người mua thuốc là làm sao mà có cái tiệm thuốc tây được. Mà cái tiệm thuốc tây nó hì hì lên thì quý vị biết cái dân tộc nó bệnh cỡ nào. Thì nó qua bên kia nó uống thuốc tây nó chết, nó chết rồi xong nó qua đâu? Nó qua chùa. Cho nên thành ra quý vị thấy chùa ở Việt Nam không, ta nói chùa nào chùa nấy ế mà bên nó bự tổ chản vậy đó, đi từ bắc tới nam qua bển tụng niệm. Trời ơi, nguyên một cái dây chuyền nó xuống cấp là nguyên cái dây chuyền nó kéo hết xuống luôn vậy đó. Nó phải là đi với nhau ba rem nó đủ hết trơn. Thành ra nhìn thấy cái chỗ đó là quý vị mới thấy à, nó đang tụt hậu từ từ, nó đang tụt hậu từ từ. Nhưng mà mình học Phật, mình hiểu hiểu biết điều đó thì bắt đầu mình khôn khéo né tránh ha. Chứ thí dụ như những quý vị có nhiều quý vị đi học rồi, quý vị mới biết rồi, học hỏi biết giáo pháp biết nọ kia, có thấy à, mình làm cái nghề đó nó không có hay cho lắm, nó gặp nhiều cái sự cản trở. Thì cái quý vị đó bắt đầu cũng gia giảm, tìm thêm những cái công việc khác phụ trợ thêm, thay vì chỉ có phát triển bên cái mảng đó. Tôi cũng có biết bên bác sĩ là còn đỡ đó. Tôi nói là bác sĩ là dính tà rồi đó mà còn đỡ đó, bên dược là thôi rồi luôn. Tôi thấy bên dược là thôi rồi luôn. Nó bán thuốc mà nó chạy chỉ tiêu, nó đi thị trường nó chạy chỉ tiêu, quý vị nghĩ đi. Quý vị nghĩ đi rồi xem coi đó là dân mình nó sống nổi không? À, người khác này nhắm yên vui nổi không? Nó có nhiều vấn đề trong đó lắm, thành ra nó cũng khó rồi đó. Cảm ơn Tân, lớp mình đu đủ rồi hả? Mổ xẻ con nó chết. Dính này chứ sao không dính thi, mình mổ xẻ người ta, mình làm cho người ta chết mà.
Thấy có Thiều Duy. Còn công việc mảng kỹ thuật AI, IT, công nghệ thì công nghệ đó thì coi chừng dính trong cái giới á, là bán chất say á, làm cho người ta say xỉn say mê á. Cái này quý vị phải học và phải nghiên cứu kỹ cái ngũ giới á. Trong đó nó có giải thích. Này giờ thì tôi không có dạy cái tiết đó ha, cái này tôi dạy ở trong cái lớp Phật học đời sống gia đình. Trích ngang xíu, tôi nói về cái đó xíu. Cái gì khiến cho người ta say mê? Mờ mờ mịt khiến cho người ta say mê, mờ mịt. Say mê vô trong đó là không tốt. Vậy thì IT nó sẽ có dính tới cái gì vậy? Game. Mình đi làm gì làm, đừng có đi thiết kế game cho con người ta hư, con ta chơi rồi xong rồi cái là thúi cuộc đời luôn, không nên. Nó làm cho người ta say đắm, giống như đi bán rượu vậy đó. Bán rượu là nghề tà mạng thì bán game cũng y hệt như vậy. Cho nên đó đó cái đó chỉ có cái mạng đó là nó nguy hại thôi, làm cho người ta say mê vô. Rồi á là thiết kế web thì thiết kế web gì, đánh bạc, đánh bài, gì 88 gì đó, gì lô đề 88 vậy đó. Đó đó mấy cái đó là rồi né ra, cái đó né ra tà mạng đó. Mình học rồi mình hiểu rồi mình phải biết mình tránh cái nhân đó. Nhiều lúc mình mình không kê người khác kinh khủng hơn hả? Chưa chắc đâu rồi nha. Sao mà mình phải dính vô trong cái vị trí đó làm chi? Hồi nói thí dụ một cái quốc gia mà thuốc nó không có phát triển nhiều thì đòi hỏi hỏi y tế dự phòng nó phải xịn. Cái đó là chính sách quốc gia nữa quý vị, liên quan tới triết học á, triết học quản trị á. Mà cái đất nước tối ngày đè cho nó, ta nói dân chúng nó bệnh cho chết thì đi uống thuốc nó tiêu rồi, rồi mình phải đi là y tế dự phòng là phải đi trước chứ. Rồi đi dân nó không có bệnh chứ không phải là đi dân mà nó bệnh rồi bắt đầu chế thuốc đừng bán rồi chết rồi. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ mâu thuẫn với lợi ích tư bản, nó mâu thuẫn với lợi ích tư bản chết rồi. Vậy bây giờ quý vị mà dự phòng tốt rồi sao bán thuốc? Thì hỏi chứ quý vị mà bây giờ dân quý vị đó là lâu lâu mới có người bệnh rồi sao bán thuốc, thì nguyên cái ngành dược nó chết hết hả? Mà ngành dược bán thuốc không được rồi bác sĩ cũng chết luôn, rồi ai ai đi coi bệnh? Nếu mà y tế dự phòng mà nó làm tốt, nó chăm sóc cái ở ở gia đình ấy, hướng dẫn y tế cho người ta tốt thì nó đâu có đâu. Thành ra quý vị mới thấy là nó chết liền, nó dính chặt chẽ với vấn đề tư bản. Nên là phải thấy, phải nhìn, phải thấy cái chuyện đó. Người xưa đi mua hay nói hả? Một thuốc mát tai, mát tai ha. Sử dụng với giác sanh không? Không. Nếu như nha, có nghĩa là có đó. Này nữa mốt ở chỗ anh Khôi học tới đó trong tiết Phật học trong đời sống gia đình sẽ phân tích kỹ lắm, nói sơ qua thôi. Mình á là mình muốn bảo vệ sức khỏe hay là mình muốn giết chết cái con đó? Mình muốn bảo vệ sức khỏe hay là mình muốn giết chết con đó? Đó, vấn đề đó. Mình uống thuốc là để bảo vệ sức khỏe, tôi đang nói trên phương diện của cái người bệnh, cái người bệnh mình uống thuốc để mình bảo vệ sức khỏe chứ không phải uống thuốc để mình giết con đó. Mình có trực tiếp mình giết nó không? Không, mình uống cái viên thuốc vô để mình có sức khỏe. Sức khỏe để làm gì? Đi học nè, đi học sư lý mẫu giáo nè. Cái mình không có cái tác ý nó đúng nè. Mình nghĩ là nay ta uống thuốc vô là để ta giết nó, hồi nào vậy? Hồi nào vậy? Mình có thấy được chuyện đó nó xác tính nào không? Có biết nữa, thậm chí mình cũng biết ở trong ruột mình có hay không có nữa, mình đè mình uống vậy thôi. Vậy mà mình cứ nghĩ là nay tôi uống vô tôi giết mày, chi vậy? Nghiệp sát rồi đó, trong đó là nghiệp sát rồi đó. Mình nghĩ vậy là nghiệp sát rồi đó. Thấy không, cái nghĩ của mình nó quan trọng lắm, nghĩ của mình quan trọng lắm. Nên ra phải phải cẩn thận, phải cẩn thận nha. Họ không có nên như vậy. Nó có chi phần đầy đủ hết nè, quý vị học vô trong giới ha, đi tìm hiểu đi, liên quan tới ngũ giới nó có năm chi hết á, đủ hết năm chi mới mà tác thành cái nghiệp sát sanh ấy.
Có những cái đó mình tác ý nó ngu dốt lắm quý vị. Có những cái tác ý mình ngu dốt lắm, cho nên thành ra mình chết rồi vì mấy tác ý ngu dốt của mình không mà. Ví dụ mình mua cái dao về, ủa mua cái dao về gọt trái cây ăn cũng được vậy, chứ ai bảo mình mua cái dao về phải giết người đâu, đúng không? Cho nên là ra cẩn thận cái tác ý của mình. Cho hỏi khi làm nghề nhân sự mình phải chủ động sa thải nhân viên để cho hiệu quả kinh tế nhất cho công ty theo khoa học như thì có tà kiến không? Không, cái chuyện đó nó không có dính, nó không dính. Cái chỗ của Vân hỏi đó là nó không có ăn nhập gì tới những cái thứ ở trong khoa học hết, thành ra mình yên tâm chỗ đó. Nó có sai chăng là mình đánh giá sai. Ví dụ như đó người ta tin vào Phật học cái mình không ưa, mình đạo công giáo người ta tin Phật học mình không ưa mình đuổi người ta, không phải bởi vì người ta làm không tốt, không phải bởi vì người ta vi phạm các cái hợp đồng được ký kết với công ty hay là vì gì nhân dân một cách hợp lý, mà bởi vì mình không ưa anh ta, bởi vì cái tôn giáo ta khác với mình chẳng hạn, mình đuổi người ta, đó là tà kiến à, đó là tà kiến à. Không còn lấy không có à, còn lấy không có, yên tâm. Chỗ của Thiều Di đó, cái người dân ấy là bởi vì sao? Bởi vì nó ngu. Cái này là một quá trình luôn đó Duy, phải phải nhìn thấy cái hệ thống vận hành của nó. Tại sao cái tụi Tây nó đi nô lệ giáo dục hết toàn cầu vậy? Có cái nền giáo dục nào trên thế giới bây giờ mà không lệ thuộc vào Tây không? Không có đâu. Tất cả các nền giáo dục đều dựa vào Tây hết. Thì lúc bấy giờ nó nhồi cái gì vô? Nó nhồi hệ tư tưởng của nó vô. Nó nhồi hệ tư tưởng của nó vô, hệ tư tưởng của cái tụi Tây. Do ai cầm, nắm, giữ? Tư bản. Tư bản. Rồi bây giờ chính cái đám tư bản nó đi đó, bây giờ nó nhét vô trong đầu, nó làm thoái đọa dần. Có bao giờ cái đám tư bản mà nó đào tạo, mà nó dạy ra cái đứa để làm chủ nó không? Không bao giờ có. Nó không bao giờ có, nó đào tạo ra đứa phải là làm công cho nó, phải là lệ thuộc nó. Chứ bao giờ cái đứa nào mà nó làm chủ, mà nó muốn đào tạo ra một đứa mà sau này làm chủ nó đâu, không có chuyện đó. Có chuyện đó. Và nguyên cái hệ thống giáo dục, hệ thống giáo dục nào thì cũng bị ảnh hưởng chính trị là một, thứ hai ảnh hưởng của giới tài phiệt là hai. Hai cái đó, ủa nó có quyền trong xã hội mà nó có tiền trong xã hội nữa, nên ra nó ảnh hưởng rất nhiều, mặc dù những cái yếu tố khác cũng có cái sự xen vô để mà nó cân bằng cái cán cân lại, để mà nó cũng có cái lời ra tiếng vào, nó nói tôi cũng học tự do học thuật, tôi cũng thế này thế kia, xin thưa môi miệng thôi, mỗi miệng thôi. Chỉ là cái tiếng tăm để người ta rêu rao lên, như là một cái phương tiện dụ dỗ để người ta tin rằng dưới cái sự cai trị, dưới cái sự thống trị của cái bọn nhà giàu, của cái bọn có quyền thì bạn cũng có quyền đấy, nhưng phải không có đâu, bạn cũng được làm chủ đấy. Khoái khoái thích bộ nó giỡn hả, bộ nó dễ quá ha, nó nhả ra cho dễ quá ha. Không có. Vậy thì cái hệ thống giáo dục toàn cầu là nó nhét hết vô trong đầu rồi. Bây giờ bệnh phải kiếm nó chứ kiếm ai? Nó nuôi nguyên cái hệ thống tư bản của nó chứ. Rồi nó là một cái chuỗi vận hành rất lớn ở góc độ vĩ mô, chứ không phải vi mô, mình chỉ là những phần tử nhỏ trong vi mô thôi. Để giờ ai không hiểu biết thì nữa mình sẽ chạy theo cái vòng xoáy của nó, tức là mình chơi cái cuộc chơi của nó thì phải chịu thôi. Mình chơi cuộc chơi của nó thì mình phải chịu thôi, mình không chịu thì mình làm cuộc chơi riêng của mình. Đấy, đây là quản trị, là kinh tế vi kinh tế vĩ mô, vận hành của nó. Nó thành ra phải nhìn thấy cái như vậy. Dựa trên tâm của mình không? Nói tới năm chi là tìm hiểu thêm ha, không phải do tâm của mình không mà đủ. Vậy có phải thiện hay không thiện tất cả phụ thuộc vào sự tác ý hay không? Tác ý nó là nguồn cơn nó tạo ra con, chứ khi mà con tác ý tức là con tiền tư con suy xét trước, nếu mà con có trí thì con đâu có làm ác, thì có phải con ngăn chặn được cái ác không?
Còn nếu mà con không có khéo tác ý, con không có ngăn chặn lại được cái ác thì cái ác nó sanh lên. Thì cái ác nó sanh lên, nó chiếm dụng con. Nên là thành ra nó quan trọng là vậy, cho nên thành ra phải có tác ý khôn khéo. Hiểu chưa? Rồi, ai còn hỏi gì thì cứ gửi lên thêm, không thì bây giờ mình đi tiếp. Mình đến cái thứ tư rồi nhỉ. Tâm bản thể xuất hiện trong các cái trường hợp. Tâm bản thể xuất hiện trong tất cả các trường hợp. Trường hợp nào có tâm là có tâm bản thể. Nhớ nha, trường hợp nào có tâm là có tâm bản thể. Trong đời thường với một tinh thần, sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự biết đối tượng một cách có ý thức, theo một cái cách thức, theo một cái ý thức, theo một cái nhận thức, hay đơn thuần chỉ là dạng duy trì đời sống tinh thần, thì đều có tâm bản thể xuất hiện ra hết. Chúng ta nhận ra một cái gì đó bằng giác quan, nghĩa là có các tâm giác quan. Tâm giác quan gọi là ngũ song thức, là năm cái cơ quan giác quan á, mắt tai mũi lưỡi thân đang làm việc. Khi chúng không có làm việc thì ta không thể biết theo cách giác quan. Nhưng biết theo cái cách khác không phải là biết cách giác quan. Và dĩ nhiên cái cách đó đó giác quan không thể biết được. Đấy là tâm bản thể. Đi bài ha. Không hiểu thì mình hỏi lại. Tâm bản thể nó dẫn dắt, cho nên thành ra nó luôn luôn có. Nó dẫn dắt toàn bộ tất cả cái tâm sở, cho nên thành ra các trạng thái tinh thần nào mà có tâm xuất hiện là có tâm bản thể trong đó. Nhớ mấy cái khái niệm này để mà mình luận giải nó dễ. Không hiểu là rất khó. Cái này đồng chí Hà mất tích ta. Cái tâm giác quan không làm việc thì ta không biết theo cách giác quan mà biết theo cách khác. Như là tâm biết theo Như Lai ha, không có cái tâm bản thể của Như Lai nào hết á. Ở đó là tào á, tâm nó tâm của tào á, chứ không có của Đức Phật đâu nha. Thì những cái tâm mà không thuộc về giác quan nữa, mình học những cái tâm không thuộc về giác quan, nó tới tất cả có 121 tâm, là còn đóng tâm dưới nữa, mình học tới từ từ. Tâm giác quan chỉ có 5 năm thôi, nhân hai kiểu là ra 10 tâm.
trong 121 tâm bỏ 10 tâm nó ra, còn lại những cái tâm khác. Đó, mình biết bằng những cái tâm khác. Ví dụ thấy đẹp, à, mình khi biết bằng tâm tham. Tham nó phải là tâm giác quan. Giải thích cảnh tâm bản thể tâm sở. À, chính xác rồi đó, đó Vinh. Nếu mình học hết cái này rồi mình á, mình lý giải nó dễ dàng lắm. Mình biết rõ cái sự vận hành của thế giới tinh thần nó diễn ra làm sao. À, mình biết rõ sự vận hành của thế giới tinh thần thì mình lý giải là chuyện đơn giản. Miễn là nắm hệ thống là được. Bên tàu nó hay có cái gọi là Phật tánh rồi đó. À, ai cũng có tánh Phật đó. Với tánh Phật là tánh gì? Phật tánh là Phật là tánh gì? Nó không có biết. Đó chỉ là cách gọi của mấy đứa không chuyên. Nghe lớn. Mình học vô mình mới biết. Mấy cái công án rồi đó. Thành ra từ đó nó đẻ ra mấy cái thiền tào lao á, gọi là thiền công án. Học thì không học, học thì không biết chữ gì, mà đè ra luận giải thế giới. Trời đất ơi là trời, nó bị điên. Vậy đó, nó phù hợp với gì? Cái đám mà nó không có học, cái đám mà dốt á, nó khoái lắm. Ta đâu cần học đâu, ta cũng luận giải thế giới được, ta cũng hiểu thế giới được. Ê, ta cũng này kia kia nọ được đó, dụ được mấy đám ngu vậy đó. Còn cái phức tạp quá đâu có học được đâu. Xong cái phần tâm bản thể là nhớ tâm bản thể nó xuất hiện trong mọi trường hợp nào có tâm là có tâm bản thể hết. Tâm bản thể nó làm nhiệm vụ nó dẫn dắt tất cả các cái thằng khác đồng sinh với nó. Như vậy những ngày sống thực dụng cũng như cái gì cũng phải mắt thấy tai nghe thì hiểu biết rất bé mọn. Dĩ nhiên rồi. Trời ơi, mấy cái đứa mà sống kiểu mắt thấy tai nghe là nó siêu siêu ngu luôn, gọi là ngu siêu siêu cấp vô địch luôn á. Con mắt mình có cái ngưỡng nhìn thấy, lỗ tai mình có cái ngưỡng nghe. Mình nghe hay bằng con dơi không? Quý vị biết con dơi không? Nghe bằng sóng âm không à? Mình nghe được đâu. Mà tối ngày ta nói cái đó là dành cho cái hạng mà nó ngu muội. Nó mới suy nghĩ vậy. Mắt có cái ngưỡng nhìn thấy được, ở trong cái độ như ngưỡng nhìn thấy mắt mình mới nhìn thấy được. Con mắt con chó nó nhìn còn sâu hơn của mình á. Cái ngưỡng nhìn thấy con mắt con chó nó nhiều hơn, rộng hơn cái ngưỡng của mắt nhìn thấy của mình. Cái ngưỡng của con chó nó cao hơn vậy thì chắc mình thua con chó rồi. Rồi con dơi ấy, nó nghe sóng âm được. Nó nghe sóng âm được, mình không có nghe được rồi, vậy là con dơi nó hơn mình luôn rồi. Tào lao, suy nghĩ tào lao. Ra mình phải cẩn thận, không phải lúc nào mới mắt thấy tai nghe, đó có hạng phàm phu tục tử, đúng không? Đấy, cái chỗ đó đó, Vân cũng để ý, ở trong đời mình cái hạng đó nó cũng không có thiếu đâu. Trong đời mình cái hạng đó nó cũng có thiếu, nó nhiều lắm, phàm phu tục tử đó. Tức là sống bằng giác quan thôi à. Thì thôi, mình thay vì mình đấu khẩu nó, đúng không? Thì mình né né nó ra. Mình né né nó ra. Chứ bây giờ hỏi chứ cái đám ngu ở trong đời nó nhiều hay nó ít? Cái đám ngu ở trong đời mà nó nhiều là đời này lại trở thành là cái đời tuyệt vời, đời đẹp đẽ thời của Đức Phật hiển vinh này đi mà dạy dỗ rồi, chứ không phải đời không còn Đức Phật đâu.
thời này là thời sao đỏ, cái thời này là cái thời sao đỏ, cái thời sao đỏ thì dĩ nhiên cái đám mà nó âm binh dịch vật cái đó phải nhiều rồi, thấy không, cho nên thôi mình né nó ra đi, mình thấy nó ngán quá rồi thôi mình đừng có đụng chạm vô, đúng không? Rất nhiều người sống vậy, không nâng lên suy xét, lại tung hô kiến thức thực dụng thực nghiệm như vậy là thì nãy thầy nói đó, nó bị nhồi sọ từ nhỏ mà vẫn hồi cái ngày á mà nó bập bẹ nó biết mới nói ấy, nó đã được dạy như vậy rồi, rồi sau đó nó vô trường, nó vô trường những cái chữ đầu tiên nó được học, nó được chỉ dạy thì cũng đi theo hướng vậy, nó bị nhồi sọ 12 năm trời học rồi, hỏi chưa ra giờ nó còn cái gì khác nữa không, còn gì đâu, nó nát nó hết trơn rồi, nó bánh chành hết trơn rồi. Một đứa mà nó rời ra khỏi nhà trường là coi như là chuẩn bị đem đi đâu, đem đi chôn. À, một đứa mà nó rời hết lớp 12 rồi đó, ra khỏi trường là đem đi chôn, tại vì nó banh này đó, học xong nó ra nó banh đó. Lúc mà nó mới vô học á là nó banh hơi hơi thôi, tại vì tía má dạy nhà, cha mẹ dạy cho nó thì cũng banh hơi hơi thôi, banh không có hệ thống. Bắt đầu vô trường là coi như là banh xác một cách có hệ thống luôn, rồi ra là coi như là ngu người hết biết gì, ra nó là một hệ thống lận, nó là một hệ thống lận nên không phải đơn giản. Con người chưa có tìm hiểu Phật học thì cũng không có Phật tánh, đúng không? Không phải, không có cái gọi là Phật tánh đâu. Theo kiểu của Trung Quốc, không có cái gọi là Phật tánh theo kiểu của Trung Quốc đâu. Phật tánh đó mà phải hiểu đó là cái tâm gì, tâm khai ý môn. Này nữa quý vị học sâu hơn quý vị sẽ biết cái tâm đó là cái tâm khai ý môn, tâm đó là tâm tố. Bậc thánh thì sẽ tâm tố, sẽ tâm quả tâm tố, không phải sai tâm thiện. Mà mình có sử dụng một cái tâm tố đó trong cái lộ ngũ môn của mình, cho nên thành ra nó mình có Phật tánh là bởi vì mình có dùng cái tâm tố đó. Tào nó không có biết cái chuyện đó, nó chỉ nghe lẩm lẩm được thôi. Mình cũng có xài cái tâm giống ông Phật vậy đó, cái dễ chế rồi Phật tánh vậy đó. Quý vị tưởng tượng được mấy cái đứa mà nó tào lao mà nó nghe lẩm lẩm rồi về nó chế tầm bậy tầm bạ là y ráng vậy đó. Quý vị mà tìm hiểu vô trong cái hệ thống và giáo Bắc truyền của Trung Quốc của Mahayana đó, Bắc Ấn, quý vị thấy y ráng vậy đó. Đại chúng bộ Mahayana, đại chúng bộ, đại chúng bộ là những cái người mà phổ thông ấy, họ hay tám chuyện nhau rồi họ suy nghĩ đồ cũng hết sức là triết học, đồ đặt ra tào lao tùm lum vậy đó, học hành không có tới nơi tới chốn, học hành không có chính thống, rồi chế tầm bậy tầm bạ, rồi bỏ tùm lum tùm la, nó thiếu tựa lơ hết đó, vậy đó. Ra mình học xử lý rồi mình quay qua mình học lại bên kia bên YouTube này, rồi mình tìm hiểu Phật giáo Bắc truyền đó, mình đọc tới đâu mình hiểu đó, mình đọc tới đâu mình hiểu đó. Giống như quý vị là ông thầy dạy vậy đó, cái học trò nó học mình học ba mớ á, cái nó viết bài thi á nó chế làm bậy làm bạ, quý vị nhận ra không? Nhận ra chứ, quý vị khoanh tròn lại là chỗ này chế tào lao, đúng được tới đây, còn đây là chế tầm bậy nè, quý vị hiểu không? Iran vậy đó. Quý vị học siêu lý rồi, quý vị quay qua quý học học phải Bắc truyền, quý học nhiều tri thức rồi, quý vị khoanh tròn mấy chỗ đó, chế tào lao này, chỗ này chế tào lao này, chế tào lao này. Mahayana hay phổ thông, cho nên thành ra là nó không học hành gì tới nơi tới chốn hết, nó chế tầm bậy không á. Thấy tay thử điện cho biết ha. Rồi, quý vị ghi ha, ghi xong phần 4 chưa? Xong rồi mình tiếp. Sau khi mình đã biết có cái tâm gọi là tâm bản thể rồi, nó gọi là citta đó, thì sau đó mình sẽ tiếp cái loại thứ hai là cái tâm phối hợp. Cái tâm phối hợp, dĩ nhiên tâm phối hợp này thì dùng ở trong siêu thế, trong siêu thế. Tâm phối hợp có nghĩa là nó không còn là bản thể nữa mà nó đi chung với một bè lũ, một cái bè lũ của nó. Tâm bản thể là một thành phần, mỗi cái bè lũ là một thành phần, tụi này nó gộp lại với nhau cái nó ra một cái tâm tại một cái thời điểm nào đó trong siêu thế. Thì cái tâm tại một thời điểm nào đó trong siêu thế tròn đủ một sát na với ba thời kỳ sinh trụ diệt, thì cái tâm đó đó gọi là cái tâm phối hợp, nhớ chưa? Tâm phối hợp. Vậy trong cái tâm phối hợp đó là nó có tâm bản thể và có các tánh hay là các tâm sở đồng sanh tại thời điểm đó chung với nó.
À, gọi là tâm, đó là tâm phối hợp. Trong siêu thế, tâm không đi đơn lẻ một mình dưới dạng bản thể, mà đi một bè đảng. Đi theo một bè đảng. Có cái tâm là tâm bản thể đó, dẫn dắt cùng với tùy tùng của nó là các cái tâm sở, gọi là các cái tánh. Cách nào cũng được hết. Đấy, nó có tùy tùng, bè đảng, dẫn dắt là hàng tâm bản thể tá. Mà hàng tâm bản thể đó, nó dẫn dắt thì là giống như cái chuyện là nó quản lý, quản trị hơn. Là nó cầm tay chỉ việc. Thí dụ như là ông trong công ty, ông giám đốc chẳng hạn, nó là thằng tâm bản thể. Nhưng mà giám đốc là đâu có xuống cầm tay chỉ việc từ nhân viên đâu. Mỗi một cái hoạt động của nhân viên như vậy thì là có cái đám nhân viên nó phụ trách rồi. Vậy thì dưới cái ông giám đốc thì sẽ có cái đứa quản trị nhân sự. Đồng ý không? Cái đứa quản trị nhân sự thì là nó dưới ông giám đốc, nhưng mà nó quản lý hết về nhân sự. Nó điều hành cái nhân sự công ty đó. Thì tâm sở Iran vậy đó. Cái thằng mà dẫn dắt hết luôn đó, quản trị toàn bộ là tâm chích tá bản thể. Mà cái thằng mà quản trị nhân sự á, nó điều hành các phòng ban nhân sự ở trong đó để nó thu xếp này kia kia nọ là cái thằng tâm thứ tư. Nữa quý vị sẽ học tới sau, nó nằm ở bên các cái tánh này. Nữa từ từ tới đó là hàng chia tá na. Mà quý vị mà đọc trước Phật học, quý vị sẽ nghe nói đó, chia tá na tạo nghiệp, chia tá na dẫn dắt, chia tá na này kia kia nọ, đó, cái đó đó. Là trưởng phòng nhân sự đó. Còn ông này là giám đốc nè, bên kia là nhân sự. Từ từ mình học tới biết à. Khi ta gọi một tâm ở trong siêu thế, thật ra là ta đang gọi một tâm sở nào đó nổi bật. Ví dụ khi ta nói tâm tham, có nghĩa ta đang gọi tâm sở tham đi kèm với tâm, làm cho tâm có tính chất tham. Hay tâm biết đối tượng theo cách tham, thì ta gọi đó là tâm tham. Chứ không có cái tâm bản thể nào nó tham hết trơn á. Tâm bản thể nó không có tham, nó không có sân, nó không có si, nó chỉ biết rồi. Nó làm nhiệm vụ nó là gì, là biết đối tượng hết. Nó không có làm nhiệm vụ tham, sân, si, hay là si xét, hay là nó không có, nó không có làm chuyện đó, nó chỉ biết thôi, hết. Còn những cái thằng đi theo nó mới làm nhiệm vụ kia. Ví dụ ông giám đốc, ông biết quản trị công ty thôi, ông không có sản xuất, ông không có xuống, ông có may cái đôi giày được. Cái nhân viên may giày, nó mới may cái đôi giày đó. Đó, nó phân công ra làm việc hết, là mỗi thằng nó làm nhiệm vụ riêng của nó. Nhưng mà khi mà mình gọi đó, thì mình gọi là cái công ty may mặc, công ty may giày. Ê, công ty may giày, cái trong đó không phải ông giám đốc ông ngồi may giày. Có gì kiểu không? Không phải ông giám đốc ông xuống ngồi may cái chiếc giày, không có. Ông làm quản trị, may cái chiếc giày đó là cái nhân viên nó may. Nhưng mà khi mà mình gọi là mình gọi cái công ty may giày. Ê, đó, mình gọi là mình gọi vậy. Tương tự như thế. Khi mình gọi cái tâm cũng thế. Cái tâm này mình nói, ô cái tâm này là tâm tham. Nhưng mà không phải cái tâm bản thể nó tham, mà là cái thằng tâm sở tham nó đi kèm theo trong đó. Nó nổi bật, nó nổi bật, đặt, nó làm cho nguyên cái màu sắc của cái bọn đó theo khuynh hướng của nó, theo khuynh hướng của tham. Cho nên thành ra là cái tâm đó mình gọi nó là cái tâm tham. Để kịp chưa? Mấy cái chỗ ngặt nghèo lắc léo này đó là phải để ý cho kỹ. Sau này luận giải hiểu nó rõ là nhờ mấy chỗ này không á. Không có nắm mấy cái chỗ này là sau này không hiểu. Nên cái đè nói tâm bản thể nó tham không à. Nó không phải, tâm bản thể không có tham. Nó thể chỉ biết đối tượng thôi. Biết theo cách nào thì nó bắt đầu cho tùy tùng nó quyết định. Nên thành ra trong một cái bè đảng nó có nhiều thằng lắm. Ví dụ như trong công cái ty may giày. Ê, nó có bảo vệ không? Có. Bảo vệ nó không có may giày. Nhưng nó có làm trong công ty may giày không? Có. Làm trong công ty may giày ấy. Nhưng mà nó làm bảo vệ, nó không có may giày. Đúng rồi đó Duy. Tâm bản thể là như nhau. Tâm bản thể là như nhau về phương diện cấu trúc.
Còn về phương diện mãnh lực là khác nhau nha con. Mãnh lực là nó khác, tức là sức mạnh của cái tâm nó khác. Thí dụ như giám đốc đi, thì ông nào cũng giám đốc, nhưng giám đốc công ty giày thì nó khác với giám đốc công ty marketing. Mãnh lực hay là bản chất của nó là nó khác. Nhưng mà đó, mà cái đặc tính của nó tổng thể mà nhìn vô về mặt cấu trúc là cũng là bản thể như nhau thôi. Còn thiện hay ác là do thằng tâm sở nó quyết định. Thiện hay ác là do tâm sở nó quyết định. Những cái tâm sở phối hợp với nhau theo sự chủ trì của thằng tâm bản thể, và nó chỉ xảy ra có 121 trường hợp mà thôi. Nó phối hợp theo kiểu đó là chỉ có phối hợp được 121 trường hợp mà thôi. Và ta gọi là 121 trường hợp đó là các trường hợp tâm sở phối hợp, hay là tâm phối hợp. Nó phối hợp kiểu nào đó, nó chỉ có 121 kiểu thôi. Vậy như vậy cho nên mình mới học 121 tâm đó. Mình có cái bảng nêu, ai có cái bảng nêu không? Gửi lên cái phần chat đi. Xô hàng cái bảng nêu một cái, bảng nào cũng được hết, bảng tôi làm cũng được, cái bảng mơ trên mạng cũng được. Xô cái bảng nêu lên thấy 121 tâm liền. Vậy mãnh lực của tâm bản thể càng cao thì được lợi ích gì? Được lợi ích là nó biết chính xác đó, đó Vinh. Đặc tính của tâm bản thể là biết đối tượng, mà nó biết hơi hơi, nó biết mờ mờ, thì nó dẫn đến các cái tâm sở đồng sanh lên á, nó không có biết rõ ràng. Đặc tính của tâm bản thể là nó vậy. Tức là cái năng lực hay là cái sức biết của nó. Nói thí dụ nó dễ hiểu thôi nha. Chứ đâu phải như vậy để mình mượn tượng. Ví dụ như đó, cái đứa mà nó có mắt tốt chẳng hạn, thì nó nhìn xa nó thấy. Đứa mắt cận như tôi đi, nhìn xa không thấy. Có mắt không? Có mắt chứ. Có đuôi đâu. Nhưng mà nhìn xa thấy không? Không thấy. Đứa nhìn xa thấy, đứa nhìn xa không thấy. Hãy thấy cái mãnh lực nó khác nhau chưa? Đó, cái mãnh lực kiểu như vậy đó, đó là cái thằng tâm bản thể. Tức là cái năng lực biết. Tại vì tâm bản thể nó làm nhiệm vụ biết mà. Thì biết cũng đít cũng đáp chứ. Thấy không? Đó thành ra là cái năng lực đó. Cái năng lực mà nhạy bén trong sự bắt cảnh, biết cảnh. Thí dụ, khi mà thầy nói qua đó, trong lời nói của thầy ra đó, nó có 10 ý. Nó có 10 ý. Và các bạn nắm được 10 ý đó hết. Tức là cái cảnh đó là, nếu mà cảnh đó là cảnh lớn, cái cảnh đó lớn, và tâm bản thể mình biết bắt được cái cảnh lớn, nó bắt đủ hết, không thiếu nào hết. Cái tâm mình nó mạnh. Nghe, cái tâm mình nó mạnh, nó bắt đủ hết. Nhưng mà cái tâm mình nó yếu quá, nó rớt. Nó bắt không có đủ, nó bắt không có được, nó bị rớt, nó yếu. Nên nó bắt không đủ, nó nghe 8 cái à. Người ta nói 10 ý, nó nghe có 8 ý à, nó nghe 6 ý à, nó nghe 5 ý à. Là cái mãnh lực của đó, cái mãnh lực của cái tâm. Có sự tập trung luôn đó Vinh. Nhưng mà tập trung vẫn không làm được là tại vì đó, cái đó là thuộc về cái sức người rồi. Cũng giống như thầy nói vậy đó, bây giờ mà đưa cái bao gạo 50kg cho thầy giác là thôi rồi thầy chào thua, thầy làm không được. Nhưng mà đưa cái bao gạo 50kg cho thằng Tân nó giác là nó giác đi cời cời. Mặc dù là, ủa thì tôi cũng người, nó cũng người chứ mà sao nó làm được, tôi không làm được tại vì cái sức mạnh của nó mạnh hơn tôi. Quý vị hiểu không? Cái sức biết của tâm nó cũng y rang vậy, của tâm bản thể nó cũng y rang như vậy. Đạt được mãnh lực đó cũng phải chính xác cái đó đó. Cái đó thì do cái sự thực hành, do cái sự ảnh hưởng của đời trước, nó nhờ 4 yếu tố sanh ra tâm, phần sau nữa mình học tới. Vậy ngay từ đầu khi sinh ra mãnh lực tâm đã khác nhau, chính xác. Khi mà sinh ra là mãnh lực tâm nó đã vốn vậy, nó đã khác biệt ở mỗi người rồi, không có giống nhau. Cho nên mình đòi hỏi là mỗi người khi học có kết quả như nhau là một cái đòi hỏi vô lý. Là một cái đòi hỏi vô lý. Không thể nào mỗi người như nhau được hết. Cho nên bắt đầu nó mới xây dựng các cái ngưỡng. Bởi vì khác nhau mà, cho nên có đứa 10 điểm nhưng có đứa cũng 5 điểm. 5 điểm là được rồi, 5 điểm là được rồi. Dù cho ngưỡng sai biệt đến đâu đi nữa thì cũng phải từ tối thiểu đổ lên. Để người làm giáo dục xác định cái ngưỡng để đánh giá là như vậy đó. Là như vậy đó. Là căn cứ trên cái đó, tức là nó dù sai biệt đến đâu đi chăng nữa, ok, bạn xịn hơn thì bạn 10 điểm. Bạn không có xịn lắm, 8 điểm. Bạn mà tệ nhất thì cũng phải 5 điểm. Tệ nhất là 5 điểm. Còn mà dưới 5 điểm là do bạn không có cố gắng, chứ không phải là bạn không đủ năng lực để bạn làm. Đây, để xây dựng cái đánh giá giáo dục là nó xây dựng như thế.
những tâm sở phối hợp với nhau ha, thì nó phục vụ cho thằng tâm chính để nó biết thôi, và nó phối hợp theo kiểu 121 kiểu. Và nó ra 121 tâm. Thấy cô có Nhi có gửi lên cái bảng ra mà nó to quá, nó không có hiện lên được ha. Ai đó mà chụp được cái hình thôi đó thì nó hiện lên được, chứ nó nặng quá cái nó hiện chỉ cái file thôi à. Khi chúng phối hợp với nhau thì sanh ra một cấu trúc mới của tinh thần là tâm phối hợp. Cấu trúc này có những đặc tính riêng biệt, có những đặc tính riêng biệt, đôi khi nằm ngoài các đặc điểm của tâm sở tùy tùng. Khi mà nó phối hợp với nhau á, đôi khi nó nằm ngoài đặc điểm của tâm sở tùy tùng. Ví dụ như nãy thầy nói, cái công ty chủ yếu là ông giám đốc á, là ông thành lập cái công ty á, là may áo sơ mi, công ty may, thì nó làm nhiệm vụ là may là chính, may mặc là chính. Nhưng mà trong đó đó nó có đầu bếp, nó nấu ăn, nhân viên có không, có, nó có bảo vệ không, có mấy khác không, có nữa, nó có mấy khác nữa. Tại sai biệt, nó sai biệt. Vậy thì khi mà chúng phối hợp với nhau, chúng phối hợp với nhau thì nó sẽ phát sinh ra các cái sai biệt đó. Và sai biệt đó không nằm trong các tâm sở tùy tùng. Không nằm trong tâm sở tùy tùng. Những cái sự sai biệt, thí dụ như là hữu dẫn hay vô dẫn. Hồi trước thì thí dụ một kiểu là hữu dẫn hay vô dẫn thôi. Cái thầy thấy các bạn khẳng định luôn. Chỉ có một thôi là hữu dẫn, dọn trời rồi muốn xỉu vậy đó, hồi nào vậy. Nó còn bao nhiêu thứ khác nữa chứ phải nhiều đó đâu. Cái thầy sợ quá thầy mới bổ sung thêm. Thấy chữ đỏ đỏ không này thì bổ sung thêm đó. Nó còn sai biệt theo căn, theo cảnh, theo quả nghiệp nữa, chứ không phải chỉ có theo dẫn. Dẫn hay là trợ đó thì nó hữu dẫn, vô dẫn, nó theo căn nữa, ở đây theo cảnh nữa ha, có theo quả nghiệp nữa. Nó biến đổi. Khi á, mà nó là một chất thì nó vậy, nhưng mà nó gộp lại với nhau nó phản ứng chồng chéo. Nha quý vị, nó phản ứng chồng chéo. Và khi mà nó phản ứng chồng chéo như vậy nó phát sinh ra thêm những cái sự sai biệt khác. Nó như vậy. Này nó liên quan tới hóa rồi đó. Liên quan tới phản ứng. Dạ học thì nó phối hợp nhiều cái vậy đó. Rồi quý vị có kiến thức nhiều bên á thì trời quý vị học nó hay lắm. Như thấy nó có cái sự liên đới rồi dễ hiểu. Hữu dẫn vô dẫn có nghĩa là có cái sự trợ giúp đó vâng. Có những cái người mình thấy ở trong đời đó mình nhắc họ mới làm, đúng không? Mình nhắc họ mới làm chứ họ không tự làm. Rồi đó, có trong đời đó có những cái người đó chính họ nhắc họ, chính họ nhắc họ, họ mới làm chứ họ không tự nhắc đi nhắc lại, họ không làm. Họ có sự nhắc nhở như vậy thì vậy là gọi là hữu dẫn. Hỗ trợ cũng là nó luôn đó. Hữu dẫn hay hỗ trợ cũng là vậy. Dẫn là dẫn dắt đó, trợ là trợ giúp. Có sự dẫn dắt và trợ giúp. Còn có những người đó là người ta thấy đúng làm, thấy đúng làm, thấy đúng làm mà không có chờ, không có chờ ai nói, ai kêu gì hết trơn á. Thấy chuyện này là hiển nhiên phải làm chứ ta. Chuyện này phải làm mới đúng, không làm sao đúng. Ta tự động ta làm hết à. Thì như vậy đó, gọi là vô trợ hay là vô dẫn. Mà mấy cái người mà họ có sự tự lực tốt á, họ có sự tự lực tốt đó, là những người như thế. Vô trợ. Rồi cũng phải rèn luyện lắm á. Chứ đâu phải tự dưng có đâu. Nhưng những người đó, sống ở trong đời mà gì cũng phải chờ người ta kêu. Chờ ta nhắc. Thì thôi rồi rồi. Thì thôi rồi, cái đó là cái sự tự lực nó yếu xìu lèo luôn. Tự lực nó yếu dữ lắm, yếu. Thì phải biết làm gì? Tìm tha lực. Thì phải biết tìm tha lực. Tại vì đó quý vị, mình phải hiểu vậy nè. Mình không có, bây giờ nó ra nó vậy rồi. Nó đã vậy rồi, bây giờ mình cố gắng mình tập thôi, đúng không? Nhưng mà mình chưa có, mình chưa tập được. Đúng không? Mình chưa có tự lực được, chưa có nỗ lực được. Thì phải nhờ ngoại lực trợ giúp. Tức là mình phải biết đu bám. Mình kiếm, mình thấy, trời ơi, chỗ chị Vân nè, tự học tốt quá, mình không có tự học được như vậy. Mình không có ngồi mình đọc sách được, thôi mình hẹn với chị. Mỗi lần đọc sách thì chị kêu tôi với, để tôi đọc với chị. Chứ tôi không có ngồi đồng minh đọc được, đó, mình phải biết đeo bám người ta.
mình không có tự lực được rồi mà mình cũng không đeo bám ai nữa thôi chết là chết chắc luôn à. À, mình phải hiểu chính bản thân của mình là vậy đó, không phải mình muốn cái nó có mà nó phải là một quá trình rèn giũa, một quá trình rèn giũa nó mãnh lực nó bắt đầu nó mới mạnh lên dần, à, nó mới mạnh lên dần thì thành ra đó quý vị mới thấy phải tập chứ không tập sao có, không tập sao có không? Mà bây giờ đè cái đồi có nó đâu được đâu, vậy thì bây giờ mình tập từ từ bằng cách là gì, đeo bám người ta, mình thấy tự lực mà không có mình đeo người ta thấy đùa đưa nó tự lực tốt quá tự làm hết trơn luôn vậy đó, gán đeo về theo. À, mình học theo, học hỏi vậy đó, học thì từ từ cái bắt đầu mình cũng tự lực tốt lên, thì tốt lên tới đó rồi cô kệ mình đi đâu đi, à, không cần nữa, tới đó là được rồi. Còn giờ mình chưa được thì mình gắng đeo, hiểu là động lực nội tại với ngoại sinh, đúng rồi, chính xác rồi đó Duy. Vậy là mình phải đu bám, trước yếu quá thì gắng đeo vô, nó có môi trường sẵn rồi đó, mình đeo vô đó để mình thực hành thôi. Thành ra đó mình phải cố gắng nha, mình hiểu rồi là quý vị mới thấy nó hay là quý vị học Phật học rồi cái nó sắc rạc với đời, nó không có sâu xa chứ, sắc rạc với đời. Mặc dù là người ta nói siêu lý nó xa vời lắm, ai đó là những cái trừu tượng vân vân thì nó có không có, tại vì mình không có biết cái cách để biến mấy cái trừu tượng nó về thực tế để mình thực hành. Chứ nó mới sao vời, mình biết biến về cái thực tế này gần gũi để mình thực hành thì đâu có sao vời đâu, chắc bên mình luôn á chứ. Hay lắm, mà nó là bản chất không à, học nó là bản chất không à, cho nên đã vậy đó, mình cố gắng ha, mình cố gắng. À, mà cũng có nhiều bạn á vui lắm. Thôi à, vô tiết học mình cố gắng dữ lắm thầy. Vô tiết học người học 200% công lực vậy đó. Mà tới ra ngoài uống nước xong cái là coi như là nó mất hết rồi, công lực còn về 0%. Nó cái tự lực mình nó yếu. Ha, cái tự lực mình nó yếu. Rồi. Mình không có cho nên thành ra là mình thiếu. À. Nó mọi người nó mỗi khác vậy đó. Thành ra mình biết cái bệnh của mình cố gắng thôi. Ghi ha, cái gì ghi bài, cái gì có gì không hiểu nữa đó cái mình hỏi lại. Nếu vậy mỗi chúng sinh sinh ra là có sự sai khác mãnh lực tâm tạo ra việc bắt cảnh sự biết mạnh yếu tùy năng lực nó tâm bản thể. Nó có cái phần đó đó, đúng không? Nó có cái phần đó, cái đó là cái không thể chối cãi được, cái đó nó đi theo cái mãnh lực nghiệp lúc mà mình tục sinh ấy. Này nữa quý vị học về lộ tâm á, quý vị học lộ tâm á, học nó rõ hơn. Lúc mình tục sinh là cái tâm mình đi tục sinh á, là cái tâm Pati Sang Thí á, nó được kế thừa, nó biết cái cảnh lúc mà cận tử của mình á, mình nó đi thì nó là một đối tượng, cảnh đó là một đối tượng sanh ra cái mãnh lực đời kỳ sau của mình á, nó mạnh hay nó yếu. Rồi những cái vốn liếng mà mình thực hành ở trong cái đời này, những cái đời khác của mình nữa, những cái vốn liếng thực hành đó nó làm cho cái tâm của mình á là nó mạnh hay yếu. Cái đó đó là nó quyết định cái đời sau của mình tới đâu. Thiều duyên là kiểu mà tới thời ha, Thiều Duy tới thời nên thành ra tới thời cái muốn học thôi à. Như ra dựa vào căn tánh mỗi người khai thị hay không dựa cho yếu tố này. Đúng rồi, tức là ngày biết rõ về cái tâm bản thể, về cái tâm tùy thể, tức là về cái tâm sở của người đó, ngày biết rõ về duyên, về nghiệp của người đó, cho nên thành ra ngày biết ngày nói chỗ nào thì nó thấm. Ngày biết ngày nói chỗ nào nó thấm. Còn mình á, mình không có biết. Ví dụ như tôi hướng dẫn thì chẳng hạn, tôi phải đoán già, đoán non,
tập hợp dữ liệu nọ kia tôi mới biết, chứ tôi đâu có năng lực tôi nhìn tôi biết được đâu. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài biết, Ngài trải qua tăng kỳ kiếp, Ngài thực hành mà, cho nên là Ngài có năng lực đó, Ngài nhìn cái người á mà Ngài biết được. Mà Ngài chỉ giúp ai, Ngài chỉ giúp cho cái người Ngài hữu duyên thôi nha, chứ không phải ai Ngài cũng là bolo bula đâu, không có. Ngài có 80 tuổi đời thôi à, Ngài có 80 tuổi đời thôi, ba mấy chục năm hành đạo thôi à. Sau 35 tuổi Ngài mới đắc đạo, cho nên Ngài trễ lắm. Thành ra đó, Ngài chỉ giúp ai, Ngài giúp những người có duyên với Ngài thôi, tức là cái hội chúng. Ví dụ như những cái đời trước con bu vô học người nè, cũng có cái lớp mấy chục người vậy đó, lớp này lớp kia, Ngài dạy những người đi với Ngài đó, tăng kỳ kiếp. Trong cái quá trình Ngài tu tập á, đi với Ngài lâu dài vậy đó, là theo Ngài học hỏi thực hành đó, cho nên Ngài thành đạo là Ngài phải quay trở lại Ngài giúp. Thành đạo là Ngài đi kiếm những người đó Ngài giúp. Cho nên quý vị mà đọc cái kinh cuối cùng đó, kinh Đại Niết Bàn á, Đại Viên Tịch Niết Bàn á, thì quý vị đã thấy là trời ơi, thấy thương lắm, thấy thương Đức Phật lắm. Ngài đi kiếm từng đứa một mà. Ở lúc mà Ngài bệnh á, trước lúc Ngài lâm chung đó, Ngài bị kiết lỵ đó, khổ sở lắm, nhưng mà nghe vẫn phải đi. Vẫn phải lết cái xác đó tới rừng của Sinara đó để chi dạy cái đứa học trò cuối cùng. Dạy đứa học trò cuối cùng. Nó đi với mình, nó đi nhiều với mình, nhiều đời nhiều kiếp rồi, giờ ông lẽ bỏ nó. Giờ ông lẽ bỏ nó. Thương đó, phải lết đi tới đó dạy cho đó đứa học trò cuối cùng đó, rồi Ngài mới bỏ xác ở trong cái chỗ đó rừng của Sinara đó. Đức Phật Ngài vậy đó, đi theo cái hội chúng. Có những cái người cũng gặp Ngài nhưng mà Ngài đâu dạy gì được đâu. Có người Ngài gặp Ngài không dạy. Cái người này hoàn mãn về pháp toàn thiện rồi nè, tức là ba la mật á, hoàn mãn rồi nè, nhưng không có duyên với Như Lai, không có duyên với Như Lai, Như Lai không có dạy. Không có duyên, nó không có nghe. Ví dụ như trong lớp đó, quý vị hợp với tôi nói quý vị nghe, chứ quý vị bóc một đứa nào ở trong nhà quý vị bỏ vô đây nghe, nó không có nghe. Nhưng quý vị nói nó nghe. Nhưng mà quý vị nói nó nghe, tức là đó, mấy quý vị đưa cho tôi nói là tôi nói nó không có nghe, nhưng quý vị nói người ta mới nghe. Nó vậy đó, nó khổ rồi đó. Rồi có những người nó hợp với người này, có những người nó hợp với người kia, thấy không? Cho nên thành ra đó là Đức Phật chỉ giúp cho cái hội chúng của Ngài đi với Ngài trong A Tăng kỳ kiếp đó. Bây giờ lại mới thấy tuyệt vời. Đúng rồi. Xin này khách tá như vậy cho Ngài còn để đơn ngục. Đúng rồi. Ví dụ như châu, mình không đủ khả năng để dựa vào căn cơ hay thì con của mình không thể mặc kệ được, thì chỉ có thể dựa vào duyên thôi. Nhiều điều kiện lắm, tùy theo cái trí hiểu biết của mình tới đâu mà mình bố ráp. Ví dụ như cấp cô độc, hồi xưa có con ổng cực kỳ ghét Đức Phật nha. Con cấp cô độc có ghét Đức Phật lắm, không có ưa. Nó không cô đàm dụ dỗ cha mình, tối ngày đi lên chùa đi nghe ổng giảng, người cho tiền của ổng, tối ngày trên đó, không có nhà, ghét Đức Phật lắm, không có ưa. Cái cấp cô độc nói thôi chết rồi, con ta nó không có cái sự ưa thích gần gũi với giáo pháp, không có ưa thích với tăng chúng, với Đức Phật, đó là một sự cản trở lớn. Ổng mới tìm cách ổng giúp cho con ổng. Ổng làm gì? Mướn đó. Mướn đó. Giờ đó, con chỉ cần đi vô chùa, đi đến Hương Thất rồi, đi vô tới cổng rồi, cho con á là bao nhiêu đồng tiền vàng. Khoái. Ê, chạy ghẹt tới cửa chùa đó, chạy về, con tới chùa rồi, cho con tiền đi. Ok, móc tiền cho ông dạo má, cho tiền đó, vui khoái. Bố hứa uy tín, không có hứa láo. Cái bữa sau ông nói thôi, lần này bây giờ con vô á, vô tới xong sân đi, vô tới sân chùa đi, cho tiền con nhiều hơn, bao nhiêu đồng tiền vàng đó chịu. Bà nói trước nha, con lần vô tới sân chùa ơi, con có vô con nghe ông cụ Đàm nói đâu, chịu. Ok. vô tới sân chùa luôn mà ông sắp xếp hết rồi. Cái buổi đó là cái buổi Đức Phật giảng pháp, buổi Đức Phật giảng pháp. Cái nó đi trả nên nó lấy tiền, không đi vô tới trong sân luôn, vô trong sân á, đặng mà nó về nó xin lấy tiền cha nó. Vô sân ngay cái bữa mà Đức Phật giảng, Đức Phật biết
Có thằng nhóc nhỏ này nay vô à, ngài biết căn tánh của nó, vô ngài nói trúng bóc, ngài đúng đúng ngay cái vấn đề mà của nó đang bị. Ngài hay lắm, cái chuyện đó ngài hay lắm. Ngài môi cái một là trúng à. Cái gì đó là những người đi với ngài đó thì tục sanh trở lại đó, trong đời là xung quanh đó mà, vòng 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 đó, trong thân quyến của ngài, trong thân quyến của hàng đệ tử của ngài đó, đi vòng 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 đó mà không có đi xa. Cái kiểu giống vậy đó. cái ngài mới giảng trúng trúng ngay cái sự quan tâm của con nhỏ, nó khóa quá, nhỏ ngồi nghe. Nhỏ ngồi nghe luôn. Đấy, cái nhỏ ngồi nghe, nghe xong ngài hay quá, suy ngẫm đắc quả. Về cái cha hỏi rồi bao nhiêu tiền, cái cha chào à, tại ổng đâu biết nó đâu. Đấy, xong cái nói thôi không không lấy tiền nữa, không lấy tiền nữa. Hỏi nó tao biết rồi, nó học tao hiểu biết rồi, đâu có lấy tiền nữa. Đó. Rồi ông phải bày kế vậy đó, ông phải bày kế vậy đó, ông giúp cho con ông ấy chứ. Đâu phải dễ, thành ra lại thuộc về cái trí hiểu biết của mình. Mình có hiểu biết xong cái mình giúp đỡ, mình có trí hiểu biết hơn mình giúp đỡ, mình mới bày ra những cái cách nọ cách kia giúp cho con cái mình, người thân mình mà. Mình có sự tình thương mình giúp vậy. Thành ra mỗi một cái người có cơ tánh khác nhau, nên mình dựa vào trong những cái cơ tánh đó. Có đứa nó mê tiền, có đứa nó mê nảy mê kia, mình dựa theo mấy cái đặc tính của nó đó để mình giúp đỡ cho nó. Chứ đừng có bắt ép, đừng có bắt ép nó quan trái. Nó bắt ép nó quan trái, mình phải biết đặc điểm của nó, mình đúng vậy thì nó mới chịu. Gọi là giáo dục hướng đối tượng, chứ bắt ép là nó không có thành công đâu. Cũng có nhiều trường hợp cái chương trình tài năng nó rất là hay, nó có này kia kia nọ đồ, cái phụ huynh nó rất là muốn con cái đi học, rất nhiều có những cái trường hợp cái bắt đầu bắt ép nó đi học, bắt ép nó đi học thì nó học cái xong T1 nó đứt bóng, học xong T1 đứt bóng, nó đâu có phải nó thết. Mình phải làm cho nó có sự tìm hiểu tò mò. Này tôi chưa kể quý vị chứ, tôi kể quý vị trường hợp nè, có nhóc nhỏ học trò tôi, trời ơi, mẹ nó cũng là bố ráp nó dữ lắm, nó mới xuất hiện trong trung tâm này tới giờ á. Đó là trường hợp của Công Duy. Lúc đó đó là mẹ của Công Duy đó biết tới trung tâm này khi là em học lớp 5 học tiểu học á, là biết tới trung tâm này, chị cũng tìm hiểu và hỏi han lắm, mà chị kêu nó đi học nó không có đi. Lúc đó nó lộn mê chơi, nó chơi game dữ lắm, thích thâu điểm sáng chơi game, nó không có chịu đi học. Đấy, nó vậy đó. Xong cái chị mới suy nghĩ cách nào, cái chị mới bố ráp nó, bày ra các cái phương cách nọ kia. Khi một lần đó là cuối lớp 6 đầu lớp 7 cái trung tâm có tổ chức cái ngoại khóa. Cái ngoại khóa thường hè hè là có tổ chức ngoại khóa hè tổ chức ngoại khóa cái chị mới đăng ký cho nó đi, mà nó không có chịu đi đâu nha, tại vì nó nhát ấy, nó sợ, nó người lạ không mà nó sợ, nó không có bạn, nó không có đi, không có ai quen cho nó không có đi đó, mà chỉ là phải là đi năn nỉ mấy bạn bè của nó, phụ huynh á, chị mới điện cho mấy phụ huynh á, năn nỉ cho con đi, chị đóng tiền cho đi ngoại khóa, mấy con của mấy phụ huynh đó đi ăn chi vậy, con chị nó mới đi chứ nó không có đi, nó nhát, nó ở nhà mà nó sợ đó. Cái bắt đầu đó có 4-5 đứa bạn đó đi đăng ký đi chung, cái nó mới đi đấy, đi ngoại khóa ra về mới chịu đi học đó. Đi ngoại khóa về bắt đầu mới chịu đi học đó. Đó là Đinh Công Duy mà bây giờ mà quý vị học, mà quý vị có thấy cái bản mặt nó xuất hiện ở trong các lớp đó. Trời ơi, để mà nó đi học được á đâu phải chuyện dễ đâu. Đó, má nó cũng là bỏ bao nhiêu là công sức ra để mà nó xuất hiện á, chứ đâu phải dễ đâu. Thế kiểu giống như vậy đó. Đâu quý vị thấy, mình có hiểu biết, mình mong muốn là mình phải giúp đỡ. Phải giúp đỡ. Mà tôi gặp vậy đó nhiều lắm. Ở trong cái quá trình mà dạy đó thì đa dạng lắm. Quá trình dạy dỗ thì gặp đa dạng người lắm. Mỗi người đó theo một cái cơ tánh nó khác nhau hết à. Rồi, được ha, quý vị ghi bài đi, ghi xong rồi cho hay. Nên thành ra tôi với mấy đứa nhỏ nó cũng thoải mái.
dễ để mà gần gũi tụi nó, nói chuyện với tụi nó. Tại vì mình không có theo cái khuynh hướng là bắt ép, thì mình nói chuyện với mấy đứa nhỏ dễ lắm. Mình rất là rõ ràng. Đó, làm chuyện đó thì được vậy, không làm vậy đó. Ok, vô không thích, vô đừng làm. Đừng làm thì nó vô lệnh hậu quả gan chịu à. Và nói phải cho nó thử. Lệnh hậu quả nó vô kinh nghiệm, hay sao để nghe lời. Chỉ cho nó là. Cái đó gì nó được làm theo ý nó mà nó rất quốc à. Vậy thành ra dễ để mà nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Với mấy trẻ nhỏ là mình không áp đặt. Mình không áp đặt, mình phải là một cái chỗ dựa cho nó. Nó đâu có kinh nghiệm gì đâu. Nó đâu có kinh nghiệm đâu, nên mình áp đặt ở đâu được. Giáo dục con trẻ là một nghệ thuật, không phải chuyện dễ. Đối với người ép thì mình tuyệt đối tránh. Đúng rồi, như người thân thiết, người chị ruột trong nhà, có cách nào đó phải suy nghĩ thôi. Tại vì sao? Tôi không biết cơ tánh của người đó. Tôi không biết cơ tánh người đó, thành ra tôi đâu biết cách để làm. Quý vị thân thuộc với quý vị biết cơ tánh người đó, những thói quen, những sở thích, những cái sự thuận lợi và những sự bất lợi. Quý vị phải biết chứ. Mình biết rồi bắt đầu mình mới bài ra những cách thức nọ kia, gọi là xây dựng cái mạng lưới vị trí. Xây dựng mạng lưới vị trí hay là xây dựng cái mạng đà la đó, theo gọi cách gọi của Mật Tâm. Thì mới bỏ họ giữa, giống như là bỏ con nhện giữa cái mạng nhện này đó. Họ đi quẹo đâu cũng là giống trúng cái mạng nhện đó rồi. Mình phải làm vậy mình mới giúp được. Chứ mà phải làm từ chút nữa, phải làm từ chút nữa chứ không phải mình làm cái hì cái được đâu. Có nhiều vị đó là học xong hiểu biết rồi cái muốn người thân mình biết liền à. Ủa đâu được, trời, phải từ từ vậy đó. Từ từ, mà quý vị nên tin tưởng rằng gì? Tâm sở trí tuệ ai cũng có hết á. Tâm sở trí tuệ ai cũng có hết trơn á. Là nó là một cái có sẵn, nó là một cái có sẵn rồi, nhưng mà nó có đủ duyên để nó xuất hiện hay không? Nó đủ duyên là nó xuất hiện, không đủ duyên là nó không xuất hiện. Mà nó đủ duyên nó xuất hiện cái là người đó hiểu liền. Người đó hiểu liền. Vậy chứ mình tạo duyên, mình tạo điều kiện. Đó bài thiên la địa võng đó. Đó theo kiểu giống vậy. Rồi đó là phải trợ từ từ. Ví dụ cũng có nhiều người hỏi vì cái chuyện đó nhiều lắm, các bạn, nhất là các bạn học viên tài năng, là thôi xấu mình với mấy bạn về chuyện đó. Gia đình mấy nhảy chân à, gia đình mấy nhảy chân à, rồi phải làm sao? Nó phải từ từ chứ sao. Giờ làm gì trước? Đầu tiên làm phước chưa. Đức Phật khi mà giảng lúc nào cũng gì hết, nhờ đầu tiên vô này ngài làm gì? Bố thí là pháp cao thượng, bố thí thật ích lợi, bố thí là việc dễ làm, bố thí là việc mà bậc trí tán thán nhân dân. Tại chuyện đó là chuyện dễ nhất, mà cái chuyện đó thì sao? Nó sanh ra phước. Mà mình có phước rồi đó thì nó trợ tiếp. Mình làm mình đâu có nổi, phải có cái phước của người đó trợ tiếp nữa mình mới làm được. Cho nên là tôi bày ra đó, tôi cũng học Đức Phật cái chỗ đó. Ngày đó, ngày tinh thầm đó lắm. Tôi cũng hỏi học, tôi nghiên cứu. Thì chỉ giờ làm phước trước à. Nhờ vô đầu bố thí đi con. Cho tâm mình nó bớt cái sự dính mắc tham đắm, tâm mình nó thiện lành, nó an vui chút. Rồi cái gì khác nó mới dễ vô. Cho mình cũng học hỏi chứ, mình làm. Cho thấy có cái chuyện gì đó hay ho, tốt đẹp, cái mình cũng kêu người đó, rủ người đó đi. Ví dụ chuẩn bị người ta có cái dự án thiện nguyện đi phát cơm từ thiện. Thấy mình thấy tốt quá, giúp đỡ cho người khác, cái mình kéo người đó theo. Mình kéo người đó theo. Mình thấy có cái dự án là giúp đỡ trẻ cơ nhở rồi đó. Cái mình nói, ôi mày có gì cho không? Mày có quần áo, mày có tiền, mày đóng góp công sức gì được, mày cho đi. Bày ra. Chứ vậy, cho cái sự thiện tâm của người ta nó lên từ từ. Cho cái thiện tâm nó lên từ từ. Rồi nó mới dễ dần dần, cái thiện tâm ta có. Mà thiện tâm có nó kéo theo cái gì? Quả thiện nó sẽ trổ. Mai kia mốt nọ mình giúp người ta có quả thiện, người ta trợ tiếp nữa. Có quả thiện của người ta trợ tiếp nữa thì mình mới giúp được. Còn mà mình tự mình giúp không mà người ta không có cái gì hết trơn, rồi sao giúp được? Không có thể nào người ta cứ mà đi xuống mà mình nắm tay đi lên, sao đi được? Người ta phải có cái ý muốn đi lên, tức là người ta phải có quả thiện trổ lên. Phải bày ra cho người ta thêm. Chuyện tốt là cái hú hí người ta vô thêm, làm đi, làm này nó vui nè. Mình biết cái đứa nó ham vui, chứ nó không có ham trí tuệ, em nghĩ chứ, ok, này vui lắm nè, đó, làm này đi vui. Bắt đầu vô cái mà mình mới chỉ ra những cái chỗ vui rồi nó khoái, nó thích, nó làm.
nó làm nó có phước, tại chuyện đó chuyện tốt mà, nó có phước, phước nó mới sanh lên cái quả trợ cho nó đi tiếp được. Nếu nó làm vậy đó chừng là 5 tháng 10 tháng đó mà mình nói ồ cái này là tốt đẹp nè ha, cái này là xấu, nó chịu. Chứ giờ nó không chịu nha, nó làm vậy đó tới đó cái nó chịu, quả phước nó trổ, quả phước nó trổ tới đó nó mới chịu. Còn mình không có làm gì chứ, mình nhào ra mình nói cái này là tốt nè nha, cái này là không tốt nè nha, nó cự liền, nó không chịu. Đó cái đó đó là cái năng lực khéo giáo hóa chúng sanh, khéo giáo hóa chúng sanh. Mà quý vị đi cái đường chánh đẳng giác, ok, quý vị đi cái đường á là thinh văn giác, đủ gì phải cần cái đó đó, khéo giáo hóa chúng sanh. Thống mình không có đi vô đó, nãy giờ nói Vân không có theo kịp cái đó ha. Mình không phải đi vô mà nói này người kia hãy bỏ tà kiến đó đi, đó là một cái điều bậc chí chê trách. Trời ơi là trời, ai mà chịu. Quý vị hiểu không? Trời ơi đừng có làm như vậy, tôi giáng sinh quý vị, đừng có về mà nói với người thân mình như vậy nghe. Mình đi học bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi mình mới chấp nhận, mình mới biết được, cái mình về mình biết rồi. Phán như đúng rồi luôn, này người kia chớ có như vậy, đó là sai xấu. Vậy đấy, hay buồn cười không? Nó đâu có vô được đâu, nó đâu có vô được đâu, phải từ từ. Trời ơi. Phải từ từ, nó giống như tôi nói đó, đầu tiên phải rủ người ta làm chuyện tốt. 5-10 tháng làm chuyện tốt chung với nhau. Rồi sau đó bắt đầu tiếp tục 5-10 tháng học hỏi cái điều đúng. Sau đó cái 5-10 tháng thực hành giữ giới, một giới. Sau đó cái 5-10 tháng thực hành giữ thêm giới thứ hai. Sau đó 5-10 tháng giữ đủ 5 giới. Sau đó 5-10 tháng mới thấy tà kiến là gì. Sau đó 5-10 năm mới chấp nhận thấy mình xưa nghĩ là tà kiến. Xong đó. Chứ đâu quý vị nói lại nói ê cái đó tà kiến đó, đừng nghĩ vậy, bỏ đi. Cái người ta hiểu ô vậy hả, hoan hỷ quá, cảm ơn chị đã góp ý cho tôi, tôi đã tháo bỏ được tà kiến. Làm như dễ ăn lắm vậy đó. Cái kiểu đó là tôi dạy học với nguyên trung tâm này chắc đã đỡ khổ dữ lắm luôn rồi đó. Cho bừa. Ok Duy. Hãy xem đặc điểm của chúng sanh đó, cơ tánh của mỗi người, nghe không? Chứ không phải ai là mình cũng làm kiểu vậy không được nha. Cho nên giáo dục nó khó lắm, nó phải nó dễ đâu. Gọi là giáo dục hướng đối tượng, giáo dục hướng đối tượng. Rồi ổn chưa? Ghi hết cái trên hình chưa? Trên chữ chưa? Các nhóm đó có đặc tính chung là sự lệ thuộc vào dẫn dắt của tha lực, không có thì nó không sanh được. Có nhóm lại mạnh mẽ, không lệ thuộc tha lực, cho nên dù có tha lực chúng vẫn sanh như thường. Không có tha lực vẫn sanh như thường. Cho nên nói hữu dẫn vô dẫn đó. Ngoài ra nó còn chia theo căn theo cội, theo căn theo cội theo nghiệp nữa. Là sự sai biệt. Vậy thì mình đã học được tới cái loại thứ hai là tâm phối hợp. Bữa sau mình sẽ nói về tâm thông thường trong hiệp thế. Đây, cái thứ ba này rất là quan trọng nè. Đối nhân xử thế hàng ngày. Học triết học, học tất cả những môn thế học hay là giao tiếp đời sống thế thường, người ta đều nói cái số 3 này. Không có ai nói cái số 2 và số 1 hết. Vô trong siêu lý thì mới gặp cái số 2 và số 1, còn lại gặp số 3. Bữa sau mình sẽ học cái số 3. Mình phải xác định rõ là cái chỗ đó người ta nói cái tâm nào. Người ta cũng nói chữ tâm vậy thôi đó, mà người ta bỏ cái đuôi rồi. Người ta không có nói tâm bản thể, tâm thông thường hay là tâm phối hợp gì hết trơn. Mình phải biết. Mình phải biết người ta đang nói tâm đó là tâm gì. Mà khi mà mình biết như vậy đó dễ lắm. Đúng hệ. Ví dụ như mà mình đúng cái hệ của cái người này. Người này đang nói tâm bản thể nè, nghe hiểu liền. Người này đang nói về tâm phối hợp nè, nghe hiểu liền. Người này đang nói về tâm thông thường nè, nghe hiểu liền.
À. Được chưa? Nên thành ra nhớ nghe quan trọng lắm á. Rồi, quý vị ghi xong thì cho hay, thì mình nghĩ. Cái gì nào có cái câu hỏi nào nữa thì xin mời. Cookie bánh còn thức hay ngủ ha? Trưa này học thì chắc là cũng hơi bị đắm đuối. Quý vị cũng khó khăn, cơm nước nọ kia rồi chắc học nó cũng hơi mệt. Giờ có gì không hiểu thì quý vị cứ hỏi lại thoải mái. Nghiệp ha, phần nghiệp chắc còn lâu lắm ở bên này, mình phải học hết cái đám này mình mới tới nghiệp được. Còn phải nắm được tâm này, phải nắm được tâm sở nè, tại tâm sở nó tạo nghiệp ha, tạo ra sản phẩm cái áo hay là đôi giày đó là phải học tâm sở, học hết tâm sở nè. Rồi mà muốn bước nghiệp nữa phải nắm lộ tâm. À, mà muốn biết là lộ lộ tâm á, thì lộ tâm nó liên quan tới lộ sắc, là phải nắm lộ tâm lộ sắc, tức là phải học sắc pháp. Thì là tâm nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, lộ tâm nè, lộ sắc nè, phải học hết tất cả những thứ đó thì bắt đầu á mình mới qua được tới nghiệp. Tại vì nghiệp nó sẽ diễn ra trên một cái đoạn của lộ tâm, gồm một số các cái tâm sở nó hình thành. Tức là mình phải có kiến thức trước 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 đó rồi bắt đầu mình mới vô học về nghiệp tứ phần thì mình mới hiểu. Có thể tìm hiểu trước, đọc trước từ từ, nhưng mà có nhiều cái sẽ không có hiểu là tại vì nó cần các cái nền á. Cho nên là mình đọc rồi nào không hiểu để đó, nào mình có nền nên mình quay lại mình đọc lại hiểu. Ok. Đó. Ok này vô được vô môi trường này là cũng nhiều cái duy trì được là cũng nhiều sự khó khăn. Nhà dạy chờ tùy à. Tùy à, tùy cái bối cảnh sử dụng mà nó dạy nào. À nào nó khôn á thì nó dạy học, à mà cái nào mà nó dốt á thì nó ngu dạy. Hay ghi xong thì cho hay ha. Vâng, ok. Cái gì nào xong rồi thì có thể nghỉ trước. Thì mình bổ túc vô thêm, mình bổ túc vô mình ghi kế bên cái câu đó đó ha. Khôn nhà dạy chợ là không, nhất là ở nhà thì khôn ngoan, ra ngoài chợ là mình đứng dạy người ta không à. Đó, mà mình không có học mà ra ngoài mình dạy người ta không à, mình bổ túc vô cho nó không có đấy, mình bổ túc vô. Ok, bye 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 bye, vậy sức khỏe gì nào xong trước thì cứ nghỉ trước. Bye 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 bye. Bye.